Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tàu Philippines vượt qua sự quấy nhiễu của tàu Trung Quốc để tiếp tế cho binh sĩ của họ trên Biển Đông. Ngày 9 tháng 9, VOA tiếng Việt dẫn tin từ một hãng tin quốc tế lớn cho biết tàu Philippines rượt đuổi mèo vần chuột với tàu hải cảnh Trung Quốc để đưa tiếp tế tới đảo ở Biển Đông. Bản tin trên VOA cho biết Philippines đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế cho binh sĩ của họ, đóng trên một chiếc tàu rỉ sét từ thời Thế chiến thứ hai. Nhưng không phải là không có một cuộc rượt đuổi mèo vần chuột như thường thấy với các tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 9 tháng 9. Phóng viên của hãng tin quốc tế đi theo trên một trong những tàu tuần duyên Philippines hộ tống sứ mệnh đến bãi cỏ mây hôm 8 tháng 9 và chứng kiến cảnh tàu hải cảnh và tàu dân quân biển Trung Quốc truy đuổi và ngăn chặn không cho tàu Philippines đến đích. Theo VOA, trong lúc làm nhiệm vụ, hai tàu Trung Quốc đã chặn hai tàu tuần duyên Philippines. Trong một trường hợp khác, một tàu Philippines bị tàu hải cảnh Trung Quốc và ba tàu dân quân biển bao vây. Một trong những tàu Trung Quốc được chứng kiến tiến gần tới một cách nguy hiểm tới chiếc tàu Philippines mà phóng viên quốc tế có mặt trên đó, trong khi một số tàu dân quân biển Trung Quốc tìm cách chặn đường của tàu này. VOA dẫn lời ông Emmanuel Dengate, chỉ huy lực lượng tuần duyên Philippines, nói với các phóng viên sau chuyến công tác. Chúng tôi luôn gặp phải những hành động nguy hiểm, các hoạt động theo dõi, ngăn chặn không chỉ từ các tàu hải cảnh Trung Quốc mà còn từ các tàu dân quân biển Trung Quốc. Điều bắt buộc là hàng tiếp tế phải được chuyển đến tàu BRB Syria Matry cho các binh sĩ của chúng tôi đóng quân ở đó. Vẫn theo VOA, Philippines cố tình để chiếc tàu hết hoạt động này mắc cạn tại đây từ năm 1999 để củng cố tuyên bố chủ quyền của Manila đối với bãi cạn vốn nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Bên cạnh đó, bản tin dẫn lời lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm 8 tháng 9 cho biết hai tàu tiếp tế và hai tàu tuần duyên Philippines đã đi qua vùng biển tiếp giáp bãi cạn này mà không được chính phủ Trung Quốc cho phép. Trung Quốc cáo buộc Philippines đưa vật liệu xây dựng để gia cố chiếc tàu chiến rỉ sét và vi phạm chủ quyền của Trung Quốc ở bãi cạn này. Philippines nói họ tiếp tế nước và thực phẩm cho quân đội của họ. Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 8 tháng 9. VOA cho biết thêm, một máy bay hải quân Hoa Kỳ cũng được phát hiện trên không trong khu vực hôm 8 tháng 9 trong một thông báo qua radio gửi người đồng cấp Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên Philippines cảnh báo rằng hành động của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, VOA cho hay. Tuyên bố nêu rõ các hành động này là bất hợp pháp, hung hăng và gây bất ổn. Đây là nhiệm vụ tiếp tế thứ hai được hoàn thành kể từ ngày 5 tháng 8 khi lực lượng tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng để ngăn chặn các tàu Philippines. Liên quan đến sự kiện này, ngày 8 tháng 9, một bản tin khác trên VOA cho biết Philippines lên án Trung Quốc quấy rối tàu tiếp tế của họ cho tàu chiến mắc cạn. Theo đó, Philippines hôm 8 tháng 9 lên án hải cảnh và dân quân biển của Trung Quốc vì điều mà họ mô tả là hành vi bất hợp pháp gây hấn và gây bất ổn đối với tàu bè của họ thực hiện nhiệm vụ trú đóng luân phiên cũng như tiếp tế thường xuyên ở Biển Đông. VOA cho biết đây là sự cố mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau cuộc đối đầu hôm 5 tháng 8 khi tàu bè của Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho binh lính trên các tàu chiến Syria Matry bị mắc cạn ở bãi cỏ mây. Manila đã bác bỏ lời kêu gọi của Bắc Kinh yêu cầu họ kéo chiếc tàu chiến từ thời Thế chiến thứ hai ra khỏi bãi san hô này, vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. VOA cho hay, dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., quan hệ với Trung Quốc đã ngưng trệ do tranh chấp trên Biển Đông và hiện Manila xoay trục trở lại với Mỹ, quốc gia ủng hộ nước này trong các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin tàu Philippines vượt qua sự quấy nhiễu của tàu Trung Quốc để tiếp tế cho binh sĩ của họ trên Biển Đông. Liệu Mỹ có đề cập đến vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Biden hay không? Ngày 9 tháng 9, đài VOA tiếng Việt có bài các dân biểu Mỹ hối thúc Tổng thống Biden nói về nhân quyền khi đến Việt Nam. Theo đó, các nhà lập pháp trong Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Joe Biden sử dụng các cuộc hội đàm của mình với các nhà lãnh đạo Việt Nam để lên tiếng mạnh mẽ về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Hà Nội trong chuyến thăm chính thức bắt đầu vào Chủ nhật 10 tháng 9, trong đó có phần chắc quan hệ của hai nước sẽ được nâng cấp. Theo VOA, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ chứng kiến mối quan hệ của hai nước được nâng từ mức đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện, một bước nhảy vọt đáng kể, đặt Mỹ lên ngang bằng với các nước mà Việt Nam có quan hệ hữu hảo truyền thống như Trung Quốc và Nga. Hình ảnh bài viết trên VOA.
VOA dẫn lời dân biểu Cộng hòa Michelle Steele, đồng chủ tịch một khối các nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ quan tâm đến các vấn đề về Việt Nam, Vietnam Causes, nói rằng bà hiểu Tổng thống Biden đang tìm cách mở rộng giao thương với Việt Nam, cụ thể là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn. Nhưng Mỹ có thể đáp ứng những nhu cầu của mình thông qua các mối quan hệ đối tác và đồng minh vốn có ở châu Á. Nữ dân biểu này cho biết, tôi có hơn 200.000 cử tri người Mỹ gốc Việt sống ở quận Cam, và họ đến đất nước này để được hưởng những quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, và đó chính xác là điều mà Việt Nam phải làm. Việt Nam có được rất nhiều cơ hội làm ăn không chỉ từ Mỹ hay Hàn Quốc, mà còn những nước khác, vì nhiều doanh nghiệp né Trung Quốc và chuyển sang Việt Nam. Việt Nam phải chỉnh đốn lại trước khi Mỹ bắt đầu bất cứ hoạt động kinh doanh nào với Việt Nam, vì họ rất khuất tất và họ đang xâm hại và giam giữ những tù nhân này nhằm đổi chác điều gì đó. VOA dẫn số liệu thống kê của tổ chức nhân quyền The ATA Project tại Mỹ cho biết Việt Nam hiện đang giam cầm 193 nhà hoạt động. VOA dẫn lời dân biểu dân chủ Joe Lofgren, đồng chủ tịch khối Việt Nam Causes và đại diện một địa hạt quốc hội ở miền Trung California, nhận định về chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, thiết lập quan hệ mạnh mẽ hơn với những người cộng sản ở Việt Nam mà không có được những cải thiện về nhân quyền sẽ là một cơ hội to lớn bị bỏ lỡ. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam vốn tồi tệ và giờ đang trở nên tệ hơn, chứ không hề tốt lên. Và chúng tôi đã bày tỏ với Tổng thống những lo ngại của chúng tôi. Hình ảnh, báo chí Mỹ nói Tổng thống Biden sẽ không né vấn đề nhân quyền với Việt Nam. VOA cho biết họ có một bức thư gửi đến Tổng thống Biden vào ngày 8 tháng 9, đồng ký tên bởi 5 nhà lập pháp lưỡng đảng của Hạ viện Hoa Kỳ. Trong đó, họ nêu lên lo ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi mạnh mẽ hối thúc ông tận dụng chuyến thăm này để lên tiếng những vi phạm nhân quyền và ở mức tối thiểu giúp đạt được việc phóng thích các tù nhân lương tâm và có được sự bảo đảm rằng sẽ không có vụ bắt giữ nào nữa cho tới khi mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam được nâng cấp lên đối tác chiến lược. Vẫn theo VOA, nhà chức trách Việt Nam luôn bác bỏ những cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng họ chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật Việt Nam. Các quan chức Mỹ thì nói rằng họ có nêu lên những quan ngại về nhân quyền với phía Việt Nam, nhưng làm điều đó một cách kín đáo và tế nhị. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper, trong một cuộc đàm luận về quan hệ giữa hai nước do một viện nghiên cứu chính sách ở Washington tổ chức vào tháng 3, cho biết Mỹ cố gắng không để cho những cuộc thảo luận về nhân quyền với Việt Nam xuất hiện trên trang nhất. Nữ dân biểu Steele đặt vấn đề tại sao chúng ta phải làm thầm lặng về những vi phạm nhân quyền và đừng nói bằng cách nhỏ nhẹ, nói năng nhỏ nhẹ chẳng bao giờ có tác dụng với chính phủ này. Chúng ta có thể dùng chuyến thăm này để củng cố quan hệ. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ vững mạnh hơn sẽ là điều tốt khi họ chấm dứt những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, bà Steele nói thêm. Bên cạnh đó, dân biểu Lofgren nói không nên quá chú trọng vào cách thức nêu vấn đề ra sao, mà vấn đề có được giải quyết hay không. Nếu giải quyết được tế nhị mà thành công thì cũng được, và bà thừa nhận là vấn đề chưa thành công. VOA cho biết thêm trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 8, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre từ chối cho biết liệu Tổng thống Biden sẽ nêu vấn đề nhân quyền khi ông gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không, nhưng nói rằng ông Biden không bao giờ né tránh vấn đề này với bất cứ nhà lãnh đạo nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin liệu Mỹ có đề cập đến vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Biden hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.de.